một cái mồ. Cái sách vở của con là ở đây hả con Dạ gái? con để sách vở ở đây không á. Rồi con, cái chỗ con học là con học chỗ nào? Con ngồi ở đây. Mà Rồi cũng có khi cũng có cái bàn nhỏ con để để ăn trên cơm, con đây. để lên giường con viết. Giờ con dẫn chú vô khu trong đó nha, vô đi nghe. Ở đây là cái nhà mồ, là như là cái khu nhà. Ở đây là chỗ nước, nồi rửa chén đồ nấu Dạ, ăn rồi để hả nấu con? cơm này, dạ gạo để ở đây nè. Gì gọn không, gạo còn không, dở gạo cho chú coi coi còn gạo không. Ôi ôi còn có chút xíu quý vị ơi. Trên đời nào không ai con bằng ba con hết. Chuyện ơi gì ơi, xót luôn. Cái nhà của mình là sống nhà mồ gì đó hả gái? Rồi ở giấc này nó nắng quá rồi sao con ở đây con học được chị? Ta nói cái trụ cột là do một người đàn ông, mà nhưng hiện tại bây giờ anh đã không có đi làm nổi thì trụ cột nó đành nhường lại cho một người phụ nữ, đó là người vợ của anh đúng không? Mà trong khi đó thì cũng đã đành làm không được mà còn phải con gái còn phải lo lau nước thuốc men mỗi ngày. Nói chung là Chàng nó khó khăn, không có làm được, em đau. thấy đâu cái hoàn cảnh của anh em rất là xót xa luôn. Nói chung là vậy, con gái của anh là học giỏi lắm anh. Là kiểu như là trong lòng của con là con nghĩ là nếu như con mình học nữa thì tương lai của con còn là đêm nào con cũng khóc chứ. Thôi con gái ơi, rồi con không được học. Cái gì mà con lau mặt con gái? Con bị bệnh thiếu hóa tính ngay cổ họng luôn á. Vậy hả? Là nói chuyện là được không? Còn nói chuyện được không? Dạ Con cứ lau đi, lau mặt cho ba con đi. sắp sắp đúng là con sẽ cố gắng học thật giỏi để con kiếm được một cái tương lai, một công việc ổn định để con có thể lao được cho ba. Cái lúc mà ba con bệnh gì nè, lúc đó con có ý định là con nghỉ học, con đi làm kiếm tiền cho ba chữa bệnh. Ơi. Con nói lên những cái lời Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc bữa nay đi lại cái hoàn cảnh gà trống nuôi con, mà hiện tại gà trống nuôi con là sao? Gà trống là ở với một người con gái ở trong cái nhà mồ dọn dẹn vuông vức cỡ tầm 6 mét thôi nha cả nhà. Thì ăn ở trong cái nhà mồ, ngủ trong nhà mồ, sinh hoạt thì bé gái đây là đi học á, cũng ở trong cái nhà mồ. Thì hiện tại á, thì ba bé gái bệnh rất là nặng luôn. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú để theo dõi rõ cái video ạ. Con chào cô. Cô ơi, cho con hỏi thì cái bé mà ở trong cái nhà mồ này nuôi ba vậy đó, là có dòng họ gì với cô không, Dạ dòng họ là sao cô? là má là em rể. Cô có thể dẫn con vô để hỏi chuyện và coi thực hư câu chuyện như thế nào nha cô. Thì Thanh Trúc mời cả nhà để theo dõi và theo chân cô và Thanh Trúc đây để tìm hiểu. Nè quý vị ơi, ở trong cái nhà mồ như gì đó hả? Cái nhà này là cái nhà mồ hả cô? Dạ nhà môn. Ở đây gia đình này ở đây lâu chưa cô? Cũng lâu rồi. Ôi ôi, là con gái đang lau mặt cho ba đó hả? À, con gái. Con ba con bệnh gì mà con lau mặt con gái? Dạ ba con bị bệnh thiếu hóa tính ngay cổ họng luôn á. Vậy hả? Là nói chuyện là được không? Còn nói chuyện được không? Cũng Con cứ lau đi, lau mặt cho ba con đi. khắp khắp với con Trời ngồi xuống, ơi. con ngồi con ngồi. Ừ ừ ừ vậy đó. Trời ơi.
Ở đây nè quý vị ơi, là cái ở gia đình của mình là sống nhà mồ gì đó hả con gái? Rồi ở giấc này nó nắng quá rồi sao con ở đây con học được? Dạ, con gái con học chị. Rồi mẹ con đâu con gái? Mẹ con đi làm. Rồi cho chú đánh cái mít này chứ. Mẹ con hiện tại là đi làm để kiếm tiền về cho con đi học hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 16 tuổi. 16 là con học lớp 10 hả? Dạ. Lớp 10. Rồi con lau mặt cho ba đi. Rồi gì ơi. Hai cha con sống trong cái nhà mòn thì giữa chưa nắng như gì nè, thì nói chung là mình á không bao giờ chịu nổi đâu. Cô là nãy chị dâu. Chị dâu. Con có thể chia sẻ cho chú mình có nhà cửa gì không mà mình sống ở đây? Dạ không, chú lúc đầu là ngồi xuống con với ba với mẹ là con sinh sống ở trên Châu Đốc á, rồi lúc đó dịch này kia ba con mà ăn hết bại rồi chuyển về đây. Vậy rồi ba con có ngồi vậy? Anh ơi, anh có thể ngồi vậy luôn không? Cho em ngồi chuyện nữa. Sao mà anh mà trong mình sao mà con gái mà lau mình ở lau mặt anh nóng, nóng hả? Là hồi nãy con gái nói là ba bị gì con gái? Dạ khó lưu quá tính, khó lưu quá tính. Trời ơi, rồi hiện tại giờ anh không có đi làm rồi cái cuộc sống mỗi ngày đó là cái tiền sinh hoạt đó là do thuộc vào do ai? Vợ anh làm công việc gì? Theo em biết bưng đó thì ngày chắc cũng không có nhiều đâu. Khoảng 100, 120. Trời ơi. Rồi lo cho con gái để đi học nữa. Rồi con đi học như vậy á thì trường có xa không? Đây nhà trường xa không? Dạ, con đậu trường 3 từ đây. Dạ, ra 3 cây số. Ôi ôi, ví dụ con đi học ở đây á, rồi sáng rồi con ăn cái gì? Dạ sáng con thăm cơm nguội đó con. Dạ. Vậy đó, đau lòng ở cái nhà hâm cơm nguội rồi con đi học rồi tiền ba mẹ con có cho con đi học cho tiền đi hả, ăn sáng được không? Dạ con thấy mẹ con mặn khó, con cũng ít hy sinh đó. Dạ, ít sinh nếu đó, mà có sinh thì con cũng xài dính lại 5-10 ngàn. Một tuần lễ là mẹ cho con được cái tầm 20 không? Dạ, cỡ đó. Vậy rồi con đi là mỗi lần mà con nhịn đó hả? Hay quá luôn rồi quý vị ơi. Anh thì bữa nay em lại đây thì cũng biết cái hoàn cảnh của anh và với bé gái ở đây. Thì hiện tại mẹ bé gái là không có ở nhà, tại vì là để lo cho bé và cho ba bé, là để bé hiện tại là học lớp 10. Lớp 10 con có học giỏi trong trường không con gái? Dạ có. Trước lúc con còn học ở trên Châu Đốc, con học trường cấp 2 chú. Là 4 năm con liên lạc nhỏ là hồi đó giờ con học toàn là sách vở của lãnh thưởng không. Ở đây ở ngay cái nhà mồ luôn nè quý vị. Anh xuống đây ngồi được không anh? Xuống đây ở trong cái nhà mồ này cái nhà. Ở đây nó hầm quá anh ơi. Anh bệnh bao lâu rồi? Bệnh hơn năm. Hơn năm rồi. Là hiện tại là anh ngủ ở đây và sinh hoạt đồ ở đây. Rồi con gái thì cũng ở đây học luôn hả? Chị ơi, thì thường thường theo em được biết á, mình ở nhà mồ mà những cái mã này nè, những cái hơi của cái người âm á, nó dễ bệnh lắm và nó lạnh lẽo lắm. Tuy rằng là biết là mã ở đây là của dòng họ của mình đó, mà nhưng đa số là gì thì mình có đắc ruộng gì không? Không, không có đắc ruộng. Hồi đó giờ? Hồi đó giờ không có luôn. Chèn ơi, gì đó hả? Đắc của bên vợ. Mà đành thì như vậy thì còn con gái nè. Con gái đi học lớp 10 rồi, đi ra đường thì thiếu thốn rất là nhiều bạn luôn. Thì ngôi nhà trọn vẹn ở trong cái nhà mồ ở đây. Thì con cho chú hỏi, thì con đi học á, có nhiều khi á bạn á có muốn lại nhà con, rồi có khi lại hỏi muốn lại nhà, tao muốn lại nhà mày chơi,
Có khi nào lại có chịu không? Có nói gì không con gái? Dạ có. Rồi con trả lời như thế nào? Dạ, con cũng nói là nếu như lại chơi thì bạn thương xót cho hoàn cảnh, bạn cũng không chơi ba. Dạ. Có khi mà bạn lợi á, con nói là nhà con ở ở ngay cái nhà mồ. Rồi con có nói thiệt gì luôn đó hả? Trời ơi. Rồi con nói chung lại là bạn con muốn lại nhà chơi mà nhưng mà con ngại ha, con mặc cảm cái vụ đó. Thì ai mà không vậy? Thì con thì mới đi học nè, cho mẹ. Mẹ đều lo hiện tại là cái mọi cái sinh hoạt mỗi ngày là con lau mặt cho ba hả? Ôi ôi con gái nha quý vị. Con gái của anh em thấy là rất là thương anh đó, mà lao cho anh đó. Thấy cảm động quá cả nhà ơi. Thì Thanh Trúc thấy thì cũng rất là xót luôn á cả nhà. Thôi con gái mình cũng bớt bớt khóc rồi con gái ơi. Thì con gái nè, cho chú hỏi nè, thì mẹ con đi như vậy đó, là ở nhà đó, là con mọi cái công việc mà lo nè, cơm nước, nhà cửa đồ, là thuốc men đồ là con lo cho ba con hả? Dạ đúng rồi chú. Chú nãy chú đi vô á là chú thấy con đang lau mặt cho ba con. Ba con bệnh mà chú thấy là nói chuyện nó hơi khó. Mình có đi khám chưa anh? Có đi khám rồi. Khám rồi. Bác sĩ nó có nói mình bị gì không? Gì mà bị khối u thanh quản. Dạ, có à, dạng hạt tinh rồi. Dạ. Không mẫu được cái kia xạ trị mình đâu có khả năng. Dạ. Bây giờ đã uống thuốc bắc này 70 ngày. Thiền ơi quý vị. Rồi bác sĩ kêu mổ mà mình không có tiền mổ hả? Như là khối u hạt tinh nó không mổ được. Nó kêu xạ trị thì mình không có khả năng xạ trị. Tại tính xạ trị tầm độ khoảng 100 ngoài 100, mình không có khả năng. 100 ngoài chịu hả? Cho nên giờ uống thuốc bắc này 70 ngày. Thì bây giờ nói chung là mình đang kinh tế đang eo hẹp hiện tại á, thì cái trụ cột gia đình á, người ta nói cái trụ cột là do một người đàn ông, mà nhưng hiện tại bây giờ anh đã không có đi làm nổi thì trụ cột đó đành nhường lại cho một người phụ nữ, đó là người vợ của anh, đúng không? Mà trong khi đó thì cũng đã đành làm không được mà còn phải con gái còn phải lo lau nước thuốc men mỗi ngày. Nói chung là nó chèn hơn, khó khăn, không có làm em được. Em thấy đâu, cái hoàn cảnh của anh em rất là xót xa luôn. Nói chung là vậy. Con gái của anh là học giỏi lắm anh? Dạ, nó ăn mập lắm. Lúc dọn về đây là nó định nghỉ rồi. Dạ. Nó không có hy vọng được học. Anh kể, nó không quá khóc. Anh kể cái câu chuyện mà dọn về đây nghỉ như thế nào? Thì lúc đi về đó là nó sợ là không có được cái điều kiện, có điều kiện đâu. Anh để cắt lời cho anh nhường cho bé. Lần đầu tiên mà ba con nói á, dọn về đây không muốn đi học và khóc nhiều lần như thế nào, con kể từ cái đầu đuôi cho chú nghe để cho mọi người được biết cái hoàn cảnh của con rõ hơn con gái. Dạ lúc mà con nghe như vậy là kỹ như là trong lòng của con là con nghĩ là nếu như con được học nữa thì tương lai của con còn là đêm nào con cũng khóc chứ. Thôi con gái ơi, rồi con không được học. Nói chung thì cái gì ơi, thì ở đây bé này là 16 tuổi. Thì dọn về đây mà con nói là như là tương lai của con là bới ha. Rồi, nhưng mà ba con cũng cho con đi học. Mà theo chú được biết á, cái như gì á thì chú chỉ mong thôi, mong có một cái mạnh thường quân và để tài trợ cho con để học đây tới ra trường. Hiện tại là con học tới lớp 10 đúng không? Dạ. Chứ còn mà thí dụ mà không có cô chú nào mà tài trợ thì chắc có lẽ chú, theo chú được biết và con được biết á, con trụ cũng không có được lâu đâu ha. Con cũng có dự định là con nếu như mà có thể có việc đi làm, con có thể giờ đi làm giờ đi học. Lúc mà ba con kêu con nghỉ lúc đó con cũng có ý định là vừa đi làm vừa đi học nữa. Cấp nào mà ba con kêu con đi nghỉ?
Thì lúc đầu năm học tới giờ luôn, trước khi đó là con cũng có khoảng thời gian là lúc con còn trên trường á, con đi làm thêm, con đi lau lá cho người ta làm bánh này kia để kiếm tiền đi học. Sáng con đi học, chiều về con đi làm. Rồi ba con là kêu con nghỉ hả? Dạ. Rồi con như thế nào, kêu cảm giác con như thế nào? Dạ, con nghĩ tại vì bây giờ con là con gái út của ba con. Con cũng nghĩ là dự định sau này con đi làm, cũng kiếm tiền con lo cho ba con. Nhưng mà cái khoảng lúc đó nghe nói con nghỉ học, con lúc đó là bao nhiêu ước mơ của con kiểu như là nó dập tắt hết. Ước mơ con đi học là con ước mơ con để làm cái gì? Ví dụ ngành đó, con đã chia sẻ cho cô chú được biết cái ước mơ của con không? Dạ, hồi đó con có ước mơ là con làm luật sư. Nhưng mà ba con đó là kinh tế không đủ. Con gái nè, thì con có khi mà ba con nói ba con như vậy, mẹ con nói như vậy, con có buồn, tức buồn ba mẹ con không? Không. Thì chú Phiên đó, đó là không phải là ba không thương con đâu. Tại vì ba kinh tế không có, cho nên là mấy đành nói lên cái câu là kêu con nghỉ thôi. Chứ còn ngoài ra là ba con không có có kêu con nghỉ. Thì nói chung mà cha mẹ ai mà không thương con. Thì con đi học như vậy á, đi ra đường á thì rất là mặc cảm, rất là nhiều người. Con cho chú hỏi thì nói một cái thí dụ thôi, cái cảm nghĩ thôi. Con đi ra đường con thấy nhiều bạn đầy đủ hơn mình, có xe cộ, có đầy đủ vật chất, còn nhìn lại mình, con suy nghĩ như thế nào? Dạ, con nghĩ là con cảm thấy là con không đủ mà khả năng mạnh mẽ mình để có thể là to được cho ba mẹ. Nếu mà có một cái điều ước là con ước gì cho ba mẹ con và ước cho bản thân con? Con ước là ba mẹ con luôn mạnh khỏe, và con ước là con có thể mà đủ khả năng mà con kiểu như là con sẽ cố gắng học thật giỏi để con kiếm được một cái tương lai, một công việc ổn định để con thể lo được cho ba. Cái lúc mà ba con bệnh gì nè, lúc đó con có ý định là con nghỉ học, con đi làm kiếm tiền cho ba chữa bệnh. Trời ơi, con nói lên những cái lời đó hiện tại ở đây là chú ghi hình để cho cô chú được biết con gái là rất là thương ba. Hồi đó bây giờ đó anh cho em hỏi thì anh có nhà không? Trước thì cũng có nhà, nhà ở Châu Đốc á. Dạ. Lên trên lập nghiệp rồi cũng có nhà, nhưng mấy năm dịch thì thất bại hoài, lúng lúng tới rồi thì lấy xe không bệnh đó mà không nổi thì cho bán cho nào cho ta. Rồi là cấp trước con, nhà của con biết hả con gái? Dạ. Rồi như thế nào con kể lại, cái con có nhà cũng đầy đủ như người ta hả? Hôm lúc mà ba con lên lập nghiệp á là muốn một căn nhà. Tại sau này cái ba con cũng làm một khoản có dư đó thì cũng cắt cũng mua lại, mua kiểu cái nhà thường người ta mình về sửa sang lại ở. Ở không bao lâu á là cái dịch tới này kia rồi mà ngã bại. Có 4 năm này thì rồi xong rồi sao? Rồi bán cái nhà đó. Xong rồi dọn xuống lại cái nhà mà đang mướn á, ở khoảng thời gian cũng dịch tới người ta đầu nhà lại. Lúc đó người ta không có giảm bớt tiền. Người ta đầu lại xuống nhà đồ gấp. Rồi xong bán nhà xong rồi đành lòng từ Vinh Châu Đốc về về đây và xin ở trong cái nhà mồ này. Rồi lần đầu tiên á, ví dụ con về đây ở nè, trong cái nhà mồ như gì, con có sợ gì không? Có lạnh lẽo gì không? Nhà nói gì mà sợ thì con có sợ, mà con chỉ là cảm thấy là buồn nhiều. Buồn hả? Dạ. Chứ sợ chứ như ý như con nói sợ là sợ như là sợ không có cha có mẹ thôi ha. Dạ. Có về đêm, có mặt về đêm thì kiểu có mình thì cũng cảm thấy sợ. Dạ. Đêm là sao con gái? Dạ, đêm thì tại kiểu xong ở đây là vắng, tại vì con hồi nào giờ là sống ở Châu Đốc. Thì kiểu cũng xung quanh cũng có nhiều người quen này, này kia cũng đỡ sợ. Ban đêm tới thì chỉ có hai cha con sợ. Thì hiện tại mẹ con là đi làm. Dạ. Đi làm về để gửi tiền cho con đi học. Và trong khi đó và lo cho ba con nữa hả? Dạ. Thì cái kinh tế này hiện tại là đang chồng chất lên một người phụ nữ, đó là người mẹ của con.
ba con thì hiện tại thì bệnh không làm được gì. Anh đâu có làm gì nổi anh. Hôm trước có đi phụ làm nhà tiền chế với người ta mà làm hết nổi. Hết nổi. Mình bệnh như vậy đó là có khi khó thở không anh? Này khó thì hiện giờ là ban đêm là không có nằm được. Nói chung là không có nằm được. Nằm xuống là nhức đầu dữ lắm. Trời ơi. Không ngồi. Con gái con thấy ba con mà thí dụ mà ngủ á mà thở không nổi này kia đồ con thấy như thế nào? Thấy xót xa không con gái? Con thấy ba nhiều lúc mà nằm võng cũng nằm không được, mà nằm ngủ giường cũng khó nữa. Thiền ơi. Rồi như vậy đó anh. Cho em hỏi thì anh có khi nào anh suy nghĩ á là một mai mình mất đi rồi ai chăm lo cho con mình? Không có chứ, nhưng mà hiện tại thì mình còn cố gắng được như vậy. Chứ em thấy con gái của anh nó rất là thương anh, chia sẻ một cái câu chuyện rất là đau lòng. Thì hiện tại là gia đình mình gồm có ba người sống trong cái nhà mồ. Cái nhà mồ này là cái nhà mồ của ai anh? Của ba vợ. Ba vợ. Thì ở đây thì là không gì để cho anh Trúc gơ máy cho quý vị coi ha. Thì nói chung là ở đây là cái nhà mồ cũng như là cái ngôi nhà luôn, tại vì gia đình dọn về đây là đầy đủ hết. Thì ở đây là hai cái mã, thì anh Trúc gơ máy cho quý vị coi ha, đầy đủ công cụ luôn. Ôi này là quý vị ơi, học con học thường thường con học đâu con gái? Dạ, con ở đây con học luôn. Học ngồi chỗ đó đó hả? Dạ. Rồi. Con ngồi ngay đó rồi bài con để trên mộ đó hay sao? Dạ con để ở đây con. Trời ơi. Nhiều. Con đi học như vậy á, có khi nào cho chú hỏi nè, thì con có nhịn đói đi học không? Dạ có. Có hả? Sao mà tới nhịn đói? Ví dụ sáng con có ba mẹ ba con có cho tiền con ăn sáng không? Thì cũng có mà con đã dành. Để dành cho mà cho chừng nhiêu con? Tầm 50.000. 50.000 mà con năm nay con học lớp 10 rồi. Chắc không có đủ đâu. Và cho chú hỏi nè, thì con ở đây với ba rồi mẹ con á đi làm như vậy á chừng nào về? Ví dụ một tháng hay là một tuần hay là mấy ngày về một lần ở đây thăm con? Lâu lâu cuối tuần mẹ có tranh thủ thời gian vô đây. Dạ. Là con biết mẹ con làm nghề gì không? Mẹ con phụ quán phở chú. Rửa chén rồi mình bưng luôn. Chắc ngày anh nãy anh chia sẻ là ngày 100, 120 á. Mà trong khi đó lo cho hai người. Trời ơi. Là con bé nè. Rồi anh nè, thì con bé thì nói chung thì nhịn ăn đi, còn thuốc á mình đâu có nhịn được, đúng rồi, bệnh mình đâu có nhịn được. 10 ngày đi lấy thuốc mà. Dạ, 10 ngày đi lấy thuốc, có tốn tiền không anh? 70.000 đang. 70.000 hả? Không thuốc bắc, cái thuốc nam thì cũng không chịu nữa. Mấy cái tiền thuốc đó là mấy chú mấy gì gom góp ra. Rồi rồi. Rồi con gái là đi. Đi học như vậy á, theo chú được biết á là lớp 10 á thì học rất là nhiều rồi đúng không? Thì trong khi đó con rảnh chỉ là nhắc tối rồi hả? Con rảnh đó rồi con nấu sáng là con đi là con nấu cơm cho ba hay là tự nhà ba nấu? Dạ con tranh thủ được thì nếu như là ba kỹ như lúc đó là ba ngồi vậy không nổi thì con nấu cho hết cho ba. Thì nào mà ba khỏe khỏe thì ba cũng nấu. Đa số là nhắc sáng cái con tranh thủ sớm cái con nấu cơm cho ba. Xong rồi con mới đi học về rồi con ăn cơm mà. Dạ. Một ngày con học mấy khối? Dạ con học, con phụ thuộc cho là buổi chiều, còn buổi sáng là kiểu phụ đạo với trái buổi này kia. Con học năm nay lớp 10 là con lãnh thưởng được mấy năm? Học sinh, con loại thuộc, học sinh gì? Con năm nay là kiểu người cải cách xuống là con kiểu học sinh đạt thôi, tại vì lúc mới chuyển xuống á. Con đâu có điều kiện con học đâu. Từ cấp 2 đó con. Cấp 2 con có cấp 2 là con 4 năm học sinh giỏi. Ôi ôi. Là sách vở, không tập vở của con là phụ thuộc vào là mấy cái phần lãnh thưởng con học á. Gì nữa.
chung là từ hồi lớp 1 tới giờ con học đều là tập đánh thưởng. Con học từ cấp 2, 4 năm học sinh giỏi. Con cho chú hỏi nè, thì hồi nãy chú có nói hỏi lại cái sự việc đó là con đang học giỏi, thì tự nhiên cái ba con bệnh rồi với lại hiện tại dọn nhà đang ở chỗ cái nhà mồ này là cũng một năm mấy hả con gái? Mấy rồi, có khi nào mà con nói là con bị tắt cái ước mơ đó không? Ước mơ con học đó. Hôm bữa là mới về dọn về đây là con gái nó khóc lắm anh trai. Để nó nghĩ rằng mà chắc nó không được rồi. Thì nó buồn khóc luôn. Hồi như dắt nó anh như thế nào? Anh phiên con anh như nhặt bé như thế nào? Thì cũng biết xin lỗi con thôi chứ sao vậy? Thì tại thế nó chưa... khả năng mình tại thấy nó... không con anh ơi. Nói chung là tại mình... Không, lúc đó mình không còn hy vọng. Kinh tế đang eo hẹp. Nói chung là... Lúc đó đầu óc nó không có còn chủ động được gì. Dắt nó cũng bệnh rồi ha. Gái vừa thất bại vừa phát hiện bệnh cái nữa, thì nó lúc đó mình không có cái tinh thần đau lòng. Tuổi của anh này nè, nói chung thì cũng anh năm nay bao nhiêu tuổi anh? 51 cũng trẻ, ngoài 50, có một cuộc con gái là 16 tuổi. Gia đình của mình á là con có mấy anh em? Chỉ còn có mình con, thì nào giờ là con sống với ba mẹ thôi. Mấy người đó thì hiện tại thì ở chung với bé gái ở chỗ cái nhà mồ. Trời ơi. Rồi như gì á anh cho em hỏi nè, thì mưa rồi sao? Mưa lớn á. Mưa lớn em thấy chỗ này là nó dễ dột lắm nha. Lúc đầu nó tét hết rồi. Nhà bà chị nè. Dạ. Mới thay vách nhà mới đem mới tắp trong mưa như này đó. Chứ mới là mưa tới là hết cách. Lúc lặn bão mưa này kia là dạng nó chứ bài sạch hết luôn. Giao châu chuyện thôi. Dạ con chào cô. Cô ơi, cô là ở đây là chị dâu của cái anh trai này hả cô? Đúng rồi. Anh trai này nè, về đây sống á là bệnh như nói chung là công việc có làm được gì không cô? Không có làm gì được nè, bị bệnh rồi đâu có làm gì nổi đâu. Trước khi chưa bệnh, chưa dọn về cái ngôi nhà mộ này á, thì anh trai ở đây á là có đất không? Không cô? Ở đây không có đất. Bởi vì trước khi một lần ở trên Châu Đốc á, rồi mới chuyển về đây. Chuyển về đây không có đất gì hết á. Rồi vô đây ở thì ở nhà mộ già vợ. Nhà mộ ha? Nhà mộ già vợ. Con thấy con bé gái nè, nói chuyện rất là ngoan. Và ở ngoài đi vô hồi sớm cô thấy đó, thì lau mặt cho ba. Đúng rồi. Với lại là học giỏi nữa. Mà hiện tại là cái trụ cột là do anh trai. Mà hiện tại là một người chồng không làm được. Bây giờ phải nhường cái trách nhiệm lại cho một người vợ. Đúng rồi. Một người vợ thì bưng búng á. Đúng thì rồi. Thì nói 1,100 mấy, chàng ơi. 1,200 à. Mà còn lo hai người nữa chứ. Đúng rồi, lo hai người nữa. Lo bệnh cho cha, rồi lo cho con đi học nữa. Dạ. Dạ, con thấy nó cái hoàn cảnh này nó rất là xót xa. Với lại cô cho con hỏi nha. Thì con bé gái ở này nè, như ở đây nó học á, ở sớm chòm á, có mít lòng với ai không cô? Không, mà từ ngày về đây tới giờ không có mít lòng ai. Đi học tối ngày không có giờ nào nghỉ hết trơn. Học lớp 10 rồi nè là học buổi sáng, buổi chiều. Còn có khi á, thì đột xuất cũng học buổi tối nữa. Dạ. Rồi đâu có thời gian nào mà nghỉ, đâu mà đi chơi ra đâu mà ít lòng. Cái hoàn cảnh này á, là nói chung là rất là khổ luôn, xót xa luôn hả cô? Xót xa lắm mà bây giờ mình bốn phận, mình chị dâu mình cũng không có khả năng mình giúp cho em được. Thì giờ mình có gì mình giúp cái nấy thôi chứ đâu có... Nói chung thì giúp cái gì cũng được, thì giúp bằng cái tinh thần cũng được hả cô? Đúng rồi. Thì hồi sớm á, con đi thôi, cũng nay cũng đủ duyên. Và lại quay cái hoàn cảnh của bé ở đây, là hai cha con đang sống chỗ cái nhà mồ này. Mà hiện tại cái đồng tiền á, là nhờ vào một người phụ nữ. Tại vì anh có nói á, là cũng ngại lắm. Đúng rồi. Tại vì mình là một trụ cột mà hiện tại là bệnh, không có làm được. Vợ phải lo
từng cái thang thuốc. À, người vợ đó là em của cô hả? Em chồng. Em chồng. Trời ơi. Thì cũng đau xót lắm chứ. Yeah. Mà bây giờ bệnh thì phải chịu thôi chứ. Yeah. Giờ sao giờ thì vợ cũng buồn lắm chứ. Mà yeah, bây giờ phải có tinh thần lên để mà có tiền để lo cho cha con. Yeah. Bây giờ ngày nào thì mình thấy ngày nấy. Yeah. Chứ là mình cái ngoài bệnh này đâu có ai muốn được đâu. Nói chung là cái hoàn cảnh thì rất là xót luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Cô chúc cho cô nhiều sức khỏe ha. Dạ. À, con gái nè, cho chú hỏi nè. Thì con đi học như vậy đó. Thì con có xe cộ gì không? Bạn của ba con cầm mượn đi về đây. Ừ. Lúc khoảng thời gian đầu thì ba cũng có chở con đi học này kia. Rồi lúc ba bị bệnh thì ba đâu có chở đi được đâu. Nên con tự chạy. Rồi xe của ba, bạn của ba là hiện tại là bạn của ba cho luôn hả? Hay sao? Dạ là ta cho mượn, ta mình không trả thì cũng được. Và cái xe đó, xe đó là cho mượn hả anh? Bạn cho mượn. Cho mượn chỗ. Có nói nó có hoàn cảnh là mình nó hiểu nó thì cứ chạy đi. Thì nó có khả năng là trả không có thì thôi. Quá tốt luôn. Còn cho mọi cái xe đó cũng chật chạc đi. Cũng chật. Anh Trúc thấy con bé chạy xe đó thì chiếc 50 thì cũng nhỏ thôi, thì nói chung thì cái ý chí, cái lòng kiên cường của học bé gái này thì nói chung thì rất là giỏi luôn nha cả nhà. Đi giờ học về phải lo cơm cho ba và lau mặt cho ba. Thì hiện tại á, ba con bệnh như gì nè, con có khi suy nghĩ một ngày con không còn ba nữa không? Nói chung là ba con là theo chú được biết bệnh này nó cũng nặng. Con có suy nghĩ. Ừ. Trên đời nó không ai hơn con bằng ba con hết. Ừ. Chị ơi, người ơi, xót luôn. Cái nhà. Thì chú là ở nhà, hiện tại là ở nhà này với con hả? Đâu có đi làm hả? Dạ đúng rồi. Hai cha con người ở đây vòng vòng trong cái nhà mồ như gì, rồi đi học sửa, con dẫn cho chú đi vòng cái chỗ của con được không? Con xích vô đó cho chú coi. Giờ con đi đây. Nè quý vị ơi, ở đây là một cái mồ. Cái sách vở của con là ở đây hả con gái? Con để sách vở ở đây không á. Rồi con cái chỗ con học là con học chỗ nào? Con ngồi ở đây. Mà cũng có khi cũng có cái bàn nhỏ để ăn cơm, con để lên giường con viết. Giờ con dẫn chú vô khu trong đó nha. Vô đi nghe. Ở đây là cái nhà mồ, là như là cái khu nhà. Ở đây là chỗ nước, nồi, rửa chén, đồ nấu dạ, ăn đồ hả con? Cơm này, dạ gạo để ở đây nè. Ôi, nào cũng vậy. Gọn không? Gạo còn không? Dỡ gạo cho chú coi coi. Còn gạo không? Ôi ôi, còn có chút xíu quý vị ơi. Còn có chút xíu. Còn có chút xíu hả? À. Rồi hồi sáng giờ có nấu cơm gì ăn chưa? Dạ chưa chú. Chưa nữa hả? Ôi ôi, gai gai xích đây nè con. Ở nhà này cũng thờ cũng trang nghiêm đúng như quý vị. Rồi con học ở đây là có điện là ở bên kéo nhờ phía bên bà gì hả? Dạ đúng rồi, cứ mở kéo qua. Toàn bộ gia đình của mình là sinh hoạt ở tại cái nhà mồ này. Thì trong khi mà mưa đó con, mưa như vậy nó có tạt vô không con gái? Dạ có. Cái cửa sổ này nó kiểu là kiểu ba con để hờ vậy thôi chứ nó cũng tạt. Mưa chắc theo chú biết, mưa chắc con ngủ không được đâu. Tại vì ba bên bốn phía ào 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 sao ngủ được, thiết không đúng không? Gái ơi, cái đây chú gửi một cái phần viên. Gái xuống đây ngồi đi con gái. Chèn ơi, quý vị ơi. Ngồi ở đây để chú gửi cho con một cái phần viên. Dạ thì anh ơi, thì bữa nay em có lại đây quay cái hoàn cảnh của anh và chia sẻ lên cho cô chú được biết là hiện tại cái hoàn cảnh của mình, hai cha con sống trong cái nhà mồ với một người vợ, mà hiện tại đó người vợ đó
là đi làm để nuôi cho anh và nuôi bé, đúng không anh? Bé đây là học lớp 10. Thì thứ hai, chú ở đây, chú có một cái phần riêng của chị Phương Chu gửi cho con là 500.000 nha. Chú trao cho con. Thì con có điều gì muốn nói với cô Phương Chu không? Dạ con cảm ơn sự tài trợ của cô. Con sẽ cố gắng học để không phụ lòng cô. Thì cả nhà ơi, thì bé gái ở đây nói chung là rất là chịu học luôn. Thì đi học á, chia sẻ với Thanh Trúc, nói có bữa có tiền và có bữa không có tiền. Thì hiện tại thì ba bệnh, tình cờ đi vô thì thấy lau mặt cho ba cả nhà. Thì Thanh Trúc chúc cho cô chú anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Và mong quý anh chị cô chú mạnh thường quân và đồng hành với Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.